Chào mừng các em đến với buổi họp trực tuyến của trường Trung học cơ sở Cần Đăng. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn mấy em bài biểu đồ trong sách giáo khoa lớp 7 phần đại số. Về phần nội dung thì dựa vào bảng tần số, các em có thể vẽ được biểu đồ đoạn thẳng. 2. Áp dụng làm các bài tập trong sách giáo khoa. 3. Dựa vào biểu đồ chúng ta có thể rút ra nhận xét. Trong thực tế thì có rất là nhiều dạng biểu đồ. Mà ở đây hôm nay cô chỉ hướng dẫn cho mấy em dạng biểu đồ đơn giản nhất, đó là tên gọi là biểu đồ đoạn thẳng. Chúng ta sang phần thứ nhất. Cho bảng tần số. Bảng tần số này nó có sẵn trong sách giáo khoa rồi. Mấy em quan sát trên màn hình. Để dựa vào bảng tần số này, cô sẽ hướng dẫn mấy em vẽ một cái biểu đồ đoạn thẳng. Và cách vẽ nó như thế nào thì mời các em quan sát vào trên màn hình. Để vẽ được biểu đồ đoạn thẳng, đầu tiên mấy em vẽ cho cô một cái hệ trục tọa độ gồm có hai trục. Trục nằm ngang là trục hoành, ký hiệu là OX. Trục thẳng đứng là trục tung, ký hiệu là ON. Thì tương ứng, trục hoành nó sẽ thể hiện giá trị X, còn trục tung nó thể hiện tần số N. Về chia đơn vị thì ở đây do cô quan sát thấy được là cái số giá trị rất là lớn, cho nên cô sẽ chia đơn vị bằng cách là cô lấy hai ô tập của các em, đó là 10 đơn vị. 10, 20, 30, 40, 50. Còn về phần tần số thì ở đây cô thấy là số nó rất là nhỏ, lớn nhất là 8, cho nên cô sẽ lấy hai ô là hai đơn vị. 2, 4, 6, 8. Mấy em lưu ý là đơn vị độ dài trên trục hoành và đơn vị độ dài trên trục tung có thể khác nhau. Cụ thể là ở bài đây, số lớn quá thì cô sẽ lấy hai ô là 10 đơn vị, còn cái trục tần số thì chúng ta thấy là cô lấy hai ô là 2. Vậy thì có thể giải thích được là tại sao hai ô trên trục hoành lại là 10 mà hai ô trên trục tung lại là có hai đơn vị. Có khả năng nó không khác nhau ha. Phụ thuộc vào cái số mà người ta cho nó lớn hay là nó nhỏ, mấy em chia đơn vị làm sao cho nó phù hợp. Sau bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra thêm có giá trị nào chúng ta chưa biểu diễn trên trục hoành chưa. Ở đây chúng ta có là số 28. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn mấy em biểu diễn số 28 trên trục hoành. Vị trí này là 20, 25, 28. Tiếp theo chúng ta sẽ biểu diễn là số 30. Số 30 có rồi. Giờ tiếp tục là số 35. 30 rồi tới trung điểm của 30 và 40 là 35. Tiếp tục là số cuối cùng là số 50. Số 50 cô đã biểu diễn xong. Bây giờ chúng ta tương tự, chúng ta sẽ biểu diễn các số, các tần số lên trên trục số đây. Vị trí số 2, đây có vị trí số 2. Vị trí số 8 chúng ta đã biểu diễn rồi. Vị trí số 7, số 7 nó sẽ nằm giữa trung điểm của số 6 và số 8. Đây là số 7. Tiếp tục chúng ta sẽ biểu diễn số 3. Số 3 nó sẽ là trung điểm giữa 2 và 4. Đây, vị trí số 3 nằm đây. Rất là đơn giản đúng không em? Mấy em lấy là sao cho nó tương đối chính xác ha. Số 3. Chúng ta đã hoàn thành xong biểu diễn giá trị X và tần số N trên hệ trục tọa độ rồi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn mấy em vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Để vẽ biểu đồ đoạn thẳng thì mấy em thấy ở đây chúng ta có 4 cặp số. Đó là cặp thứ nhất là 28, 2, 30, 8, 35, 7, 50, 3. Nhiệm vụ chúng ta là sẽ biểu diễn những cặp số này. Bây giờ vị trí thứ nhất đó là 28, 2. Mấy em quan sát nhìn lên màn hình. Từ vị trí số 28 chúng ta xác định trên trục hoành trước nha. 28 chúng ta vẽ thẳng lên. Rồi vị trí số 2 chúng ta kéo ngang qua. Và mấy em chú ý cho cô là cái đường nằm ngang này chúng ta vẽ nó là nét đứt. Rồi tương tự,
chúng ta vẽ cái cặp 38. Chúng ta cũng vẽ tương tự từ vị trí 30 chúng ta kéo thẳng lên. Đây tới vị trí 38 và chúng ta sửa lại là cái nét thẳng đứng này của chúng ta là nét nét liền. Biểu diễn cặp tiếp theo đó là cặp 35 7. 35 7. Vị trí cuối cùng đó là cặp 53. Chỉnh lại chút xíu, chúng ta chỉnh lại cái này là đoạn nét liền. Cô đã hoàn thành xong cái việc hướng dẫn mấy em vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Mấy em quan sát cho thật kỹ. Chú ý cho cô nhắc lại một lần nữa là đơn vị độ dài trên trục hoành và đơn vị độ dài trên trục tung nó có thể khác nhau. Nó phụ thuộc vào cái số mà người ta cho. Nếu số quá lớn thì mấy em có thể chia 2 ô là 10 đơn vị hoặc có thể là 3 ô, tùy thuộc vào chúng ta chia làm sao cho nó mang tính hợp lý và nó phù hợp nhất. Chú ý khi vẽ biểu đồ thì cái đường nằm ngang này chúng ta vẽ nét đứt, còn cái đường thẳng đứng này chúng ta là vẽ nét liền ha. Nó thể hiện đây là những cái đoạn thẳng đây. Do này là đoạn thẳng cho nên người ta gọi nó là biểu đồ đoạn thẳng. Ngoài biểu đồ đoạn thẳng thì mấy em còn có một số dạng biểu đồ khác. Chúng ta sang phần chú ý. Đây là cái hình bản biểu đồ mà chúng ta mới vừa vẽ lúc trước, lúc nãy. Nếu giả sử như người ta thay những cái đoạn thẳng này, đoạn thẳng màu xanh này bằng một cái hình chữ nhật thì mấy em sẽ được một cái biểu đồ mới. Đó là biểu đồ hình chữ nhật. Người ta gọi nó là biểu đồ hình chữ nhật này. Dựa vào cái biểu đồ. Tại sao chúng ta phải vẽ biểu đồ? Dựa vào biểu đồ thì mấy em có thể dễ dàng nhận xét. Ví dụ như trong địa lý, mấy em có thể có biểu đồ là biểu diễn lượng mưa. Thì mấy em dựa vào biểu đồ, mấy em có thể nhận xét lượng mưa của theo từng mùa. Thì ở đây, ví dụ như cô có biểu đồ hình chữ nhật biểu hiện diện tích rừng bị phá từ năm 1995 đến năm 1998. Nhìn vào biểu đồ, em có thể nhận xét gì về tình hình tăng giảm diện tích rừng bị phá ở nước ta? Thì dựa vào biểu đồ, em rất là dễ dàng nhận xét. Năm 1995, thì ở đây em thấy là diện tích rừng bị phá là cao nhất. Đến năm 1996 thì nó có giảm, giảm rất là nhiều. Nhưng mà đến năm 1997 và 1998 thì bắt đầu nó có xu hướng tăng lại. Đó là cái phần chúng ta, cô gợi ý chúng ta nhận xét. Mấy em cứ nhìn vào biểu đồ và nó thể hiện như thế nào thì chúng ta nói như thế đó. Thì đó chính là cái phần nhận xét của chúng ta. Ngoài cái biểu đồ đoạn thẳng cô hướng dẫn mấy em vẽ và cô giới thiệu thêm biểu đồ hình chữ nhật thì chúng ta còn thường gặp đó là biểu đồ hình tròn. Trong cái biểu đồ này chúng ta thường hay gặp nhiều nhất. Cho nên cô sẵn đây cô sẽ giới thiệu thêm cho mấy em đó là biểu đồ hình tròn. Về bài tập áp dụng thì mấy em làm cho cô bài tập số 10 điểm kiểm tra toán học kỳ 1 của học sinh lớp 7C được cho ở bảng 15. A. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? Về phần dấu hiệu thì cô xin nhắc lại nội dung lý thuyết một chút xíu. Dấu hiệu là vấn đề người điều tra cần quan tâm. Thì vấn đề điều tra ở đây đó là điểm kiểm tra toán của học sinh lớp 7C. Về phần số giá trị thì ở đây số giá trị cô nhắc lại nó chính là số đơn vị điều tra và cụ thể trong bảng tần số nó là số nào thì đó chính là số n lớn đây. Nó là bằng 50. Về phần biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng thì ở đây mấy em chú ý cho cô một cái số vấn đề sau đây đối với bài này. Nó khác với cái ví dụ mà cô giải mới nãy. Thứ nhất là cái vị trí cặp 00 chính là cái góc tọa độ. Sẽ có một nhiều em sẽ không biết vị trí này nằm ở đâu. Thứ hai là cái vị trí là giá trị là 1, tần số là 0. Khi mà mấy em vẽ xong mấy em sẽ không biết nó nằm ở đâu hết. Thì ở đây một hồi cô sẽ hướng dẫn cái vị trí này. Hai cái vị trí là 20 và 10 này nó sẽ nằm trên trục hoành của chúng ta. Mấy em quan sát.
Để vẽ được cái biểu đồ đoạn thẳng của cái bảng tần số này thì đầu tiên mấy em cũng làm giống như cái ví dụ lúc nãy, là chúng ta sẽ vẽ hệ trục tọa độ gồm có trục hoành thể hiện OX, trục tung thể hiện ON. Trục tung nó là tần số, còn trục hoành nó là giá trị. Và về chia sơn vị thì ở đây mấy em thấy là giá trị nó nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 10. Vị trí 0 là ngay trang góc tọa độ này mấy em. Chúng ta sẽ lấy một ô là một đơn vị. Cái này tập của chúng ta có thể vẽ đủ cho nên chúng ta sẽ lấy một ô là một đơn vị và chúng ta tính tới. Mấy em có thể vẽ tới 10 là mấy em dừng được, hoặc là giống như cô mấy em sẽ vẽ tới 11 luôn cũng được chứ không sao. Về phần tần số thì ở đây chúng ta cũng thấy nhỏ nhất là 0 và lớn nhất là 12 cho nên cô ở đây cô sẽ lấy một ô là một đơn vị. Mấy em thấy là khi này đơn vị độ dài trên 20 nó bằng nhau rồi. Còn cái ví dụ lúc đầu thì đơn vị độ dài trên 20 nó có thể khác nhau. Ở đây nó phụ thuộc vào tùy theo cái bảng tần số, cái số liệu mà mấy em cho nó nhỏ hay nó lớn, chúng ta chia làm sao cho nó phù hợp. Vậy cô sẽ hướng dẫn mấy em xác định cái cặp 00. Đây 00 là ngay góc tọa độ, chúng ta chỉ cần dùng giấy chúng ta tô đậm cái điểm này lên thì người ta đã biết mấy em là xác định được cái điểm 00. Về cái điểm có giá trị là 1, tần số là 0, đây, nó sẽ nằm trên trục hoành và nằm ngay vị trí số 1 luôn. Về khoảng cái điểm 2, 0, thì cái nó sẽ nằm trên trục hoành và nằm ngay vị trí số 2. Như vậy, mấy em qua bài này chúng ta sẽ chú ý cho cô một điều là cái điểm mà có tần số bằng 0 thì nó sẽ nằm trên trục hoành và ngược lại điểm có giá trị bằng 0 thì nó sẽ nằm trên trục tung. Chúng ta về nhà mấy em hãy hoàn thành lại cái bảng tần số này giùm, xin lỗi, bảng biểu đồ này giùm cho cô. Và mấy em nộp lại vào cái số Zalo của cô, mấy em chụp hình xong đó bài làm của mình và nhớ ghi họ tên lớp, đặng cô biết là mấy em nằm ở lớp nào. Ghi họ tên lớp và vẽ cho cô lại cái biểu đồ này, sau đó mấy em chụp hình và nộp vào số Zalo của cô. Nhắc lại thêm lần nữa, về nhà mấy em xem lại nội dung bài học thứ hai là làm bài tập số 10 và bài tập số 11 trong sách giáo khoa. Mấy em chuẩn bị tiết sau mấy em sẽ được học bài số trung bình cộng. Chào các em học, chúc các em học tập tốt, hẹn gặp lại các em trong buổi học tiếp theo.